Mình xem một cái Zonline SOS 18.1 cho EZ2 nhá. Cụ thể là Zonline SOS 18.1 Android 11. Bởi vì ROM này chơi Genshin Impact khá là ổn các bạn ạ. Mình không biết cái mùi lag là nó lag nhưng mà nó ổn định hơn là các ROM khác các bạn ơi. ROM này đã có thể chơi game nhá các bạn. Đầu tiên thì để úp được các bạn phải có máy tính. Bạn lên Google với mình. Các bạn tìm Lite Akari nhá. Lite Akari. Một cái đầu tiên cho mình này, bạn sẽ tải một hai cái này, bạn giải hai cái này về. Sau đó bạn sẽ quay lại này, các bạn lên Google, các bạn tìm Min the app nha. Min này, giờ này, bạn sẽ tải cái này nhá. Bạn vào đây, bạn sẽ ấn vào cái đan, bạn sẽ kéo xuống dưới, bạn ấn vào cái Lite 18.1 này. Min the app. Đây là tổng là cái g app bổ sung, tức là các ứng dụng Google, ví dụ như CH Play, cái CH Play các bạn ạ. Google. Bạn sẽ ấn vào đây các bạn tải về cho mình nhé. Ấn vào đây các bạn tải cho mình nhé. Rồi sau khi tải xong ấy thì bạn sẽ có ba cái file cho mình, ba cái file này. Sau khi tải xong bạn sẽ có ba cái file nhé. Bạn sẽ tải thêm minimo. Ôi chết rồi, xin lỗi bạn. Chết rồi các bạn ơi. Ok, bạn sẽ tải adb. Bạn đợi chút mình ít cái tag Facebook ở đi đã. Ok, bạn sẽ tải minimo adb Facebook đây. Minimo này. Adb Facebook. Bạn sẽ tải về và cài đặt cho mình nhé, và fastboot driver, tức là cái trình điều khiển để kiểu để cho máy nó nhận đấy các bạn. Bạn sẽ cài đặt rồi nhá. Ở đây các bạn tôi hỏi tìm cách cài đặt trên Google, mình sẽ hướng dẫn nữa. Ok, và sau khi các bạn cài đặt, bạn xin lỗi bạn nếu mà sau trong video mình có nói thì nhiều, các bạn sẽ thông cảm nhá. Bạn sẽ mở minimo adb fastboot này. Ok, nó hiện lên bảng giao diện này, các bạn sẽ tắt nguồn điện thoại cho mình nhá. Thì bây giờ các bạn ở ROM stock hay ROM custom cũng được. Vấn đề các bạn unlock đoạn đường hay chưa thôi. Nếu bạn unlock rồi các bạn sẽ tắt nguồn cho mình. Tắt nguồn cho mình này. Xong bây giờ các bạn sẽ cắm dây sạc vào máy tính nha. Bây giờ bạn sẽ cắm dây các bạn sẽ cắm máy tính nha. Bây giờ các bạn sẽ cắm điện thoại vào cho mình này. Bây giờ tăng âm lượng nha. Bạn tăng âm lượng ở đây này. Xong bạn sẽ cắm sạc vào nha. Bạn sẽ để cái đèn đây cho mình này. Ôi, nó báo đèn đỏ này được, nó báo đèn xanh như này được nhá. Ok, nó bọc có tiếng kết nối kìa. Đầu tiên bạn sẽ ấn máy mình hơi khó lấy nét các bạn ạ. Đầu tiên bạn sẽ ấn lệnh fastboot device này, DVKS này, device. Bạn sẽ báo như này là được nha, các bạn sẽ tiếp tục được nhá. Còn nếu không bạn sẽ cài lại driver fastboot hoặc là bạn sẽ xem lại dây sạc cho mình nhá. Nếu bạn cài rồi mà vẫn không hiện cái fastboot ở đây ấy thì bạn sẽ xem lại dây sạc cho mình nhá. Dây sạc các bạn có thể có vấn đề các bạn ạ. Bạn sẽ ấn vào fastboot này. Flash boot. Boot như này nhá, bạn sẽ mở hai cái tab này lên, một cái tab mà các bạn chứa ba cái file này. Bạn sẽ mở cái tab này lên nhá, bạn sẽ ấn vào cái file này đầu tiên này. Bạn sẽ kéo qua như này nhá, bạn ấn giữ chuột trái và bạn sẽ kéo qua như này. Ok, bạn sẽ ấn vào đây, bạn sẽ ấn enter nhá. Enter này, enter. À xin lỗi các bạn. Xong rồi bạn đợi mình chút. Nhưng mà mình chưa quên chưa cách các bạn ạ. Bạn phải lắp bút này, xong bạn sẽ cách ra cho mình nhé. Bạn sẽ kéo lại cái file này qua này, xin lỗi các bạn mình hơi sai một tí. Bạn sẽ kéo file này qua như này nhé. Bạn sẽ enter cho mình này. Ok, nó đang sending boot rồi, bạn đợi mình chút nha. Bạn đợi chút cho nó cài đặt nha. À không, đợi chút để cho nó tải cái recovery của nó thôi. Bạn sẽ rút sạc cho mình này. Vẫn chưa xong đâu các bạn, chúng ta vẫn phải cắm sạc tiếp thôi. Đây mình chỉ rút ra để mình vào recovery thôi. Bạn sẽ ấn giữ nguồn này và giảm âm lượng nhé. Bạn giữ này. Nó giữ khi nào nó rung thì bạn thả nhé. Nó báo cái đặt đây. Mày unlock rồi nó mới báo như này nhé. Ok các bạn. Chúng ta sẽ unlock router nhé. À không, chúng ta sẽ up ROM nhé. Ok. Nó lên này rồi bạn sẽ ấn vào. Đầu tiên bạn sẽ ấn vào factory reset cho mình này. Bạn ấn format data. Sẽ ấn format data nhé. Thì ở đây mình sẽ không ấn nữa bởi vì mình sợ mất dữ liệu các bạn ạ. Nhưng mà ở đây các bạn ở ROM stock các thứ các bạn sẽ úp qua, bạn phải ấn vào đây nhá. Xong bạn sẽ ấn quay lại cho mình này. Nó sẽ ra cho các bạn sẽ ấn quay lại nhá. Bạn sẽ ấn vào apply update này, apply update này. Update update này các bạn. Sẽ ấn vào apply from adb. Apply from adb. Không phải này, bạn quay lại nhá. Ấn apply from adb. Ok nhá, bạn sẽ cắm sạc vào nhá. Ok. Các bạn sẽ ấn vào ADB.
bạn sẽ nhập lệnh nhé, ở trên minimal ADB Facebook này, ADB CD load này, size load, bạn sẽ nhập lệnh, bạn sẽ cách này mình nhé, bạn sẽ kéo mở cái tab này ra, bạn sẽ kéo cái file ROM nhé, đây, Lightx 7 dạng 720, bạn sẽ kéo qua như này cho mình này. Ok, xong bạn sẽ ấn Enter nhé. Nếu mà nó báo ở đây là no device các thứ thì các bạn sẽ rút sạc ra, bạn cắm lại nhé. Các bạn đợi nó sai loát nha các bạn. Nên nó vẫn đang cài nha các bạn. Bạn đợi nó tải, bạn đợi nó chạy nha. Ok, đến 47% thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy, xin lỗi các bạn, mình thì hơi nhiều. Các bạn sẽ thấy ở trên điện thoại, các bạn sẽ thấy cái dòng step 1 này, trên 2 này các bạn sẽ chờ nhá. Chờ tầm khoảng 3 hay 4 phút gì đó nó sẽ lên step 2 nhá. Và các bạn đợi nó chạy nhá, nó đang flash ROM đây. Nó đang step 1 nha, bạn đợi nó sẽ lên step 2 nhá. Bạn đợi nó flash nha. Đang step 1 đó bạn đợi nhá, sắp xong rồi bạn. Thì cái này các bạn lên flash lên alpha 10. Xong chúng ta mới chạy nhé, không Android mới gốc ấy. Để tránh trường hợp nó bị bloop không lên nguồn được. Ok, vẫn đang step 1 bạn đợi nhé. Nó sẽ hơi lâu tí các bạn ạ. Mặc dù cái do này nó cũng nhẹ, nó không nặng đâu. Lãi độ S nó nhẹ từ ngày xưa đến giờ rồi. Lãi độ S khá là giống với Android thuần, Android gốc ấy. Android gốc cũng Android USP của Google các bạn. Lãi 18 là dùng khá là ổn các bạn. Mình dùng khá là lâu rồi mà nó cũng khá là ổn. Không có hiện tượng lag lag cái gì cả. Dùng bình thường khá là ổn các bạn ạ. Ok. Và sau hiện nay các bạn sẽ ấn vào quay lại nhá. Bạn sẽ ấn vào là Advan, bạn ấn vào Reboot, Reboot System Now này. À không, không phải, bạn ấn vào Advan nhé. Xong, bây giờ bạn sẽ rút sạc cho mình này. Bạn rút sạc cho mình này, các bạn sẽ ấn vào Power Off nhé. Power Off này. Ok, nó sẽ tắt nguồn, các bạn sẽ giữ lại nguồn tạm giảm lượng nhé. Nguồn giảm lượng bạn chờ nó lên, ok, nó rung rồi bạn sẽ thả tay ra, bạn sẽ giữ giảm lượng nhé. Vậy nó lên logo Sony thì bạn sẽ thả tay ra nhé. Mình làm cái bước này để mục đích để cho nó chuyển qua phân vùng A thôi các bạn. Bây giờ bạn sẽ ấn vào, bạn sẽ cắm sạc cho mình này. Bạn sẽ ấn vào Apply Update này. Bạn sẽ ấn vào Apply From ADB. Apply From ADB cái này này, bạn ấn vào đây, bạn sẽ cắm sạc vào nhé. Ok, bây giờ các bạn sẽ nhập lệnh ADB. Các bạn sẽ nhập ADB này. ADB CDLoad như này nhá. Các bạn cách này như này. Các bạn lấy cái file kernel, file GApp này, ứng dụng Google, dịch vụ Google Set Play ấy. Các bạn sẽ nếu các bạn không muốn ấy, các bạn muốn chơi Galaxy Bug thì các bạn không nên cài Google Play nhá. Set Play mà các bạn sẽ cài đặt qua APK. Ở đây mình lưu ý trước các bạn, nếu các bạn muốn chơi Galaxy Bug thì bạn sẽ đừng có cài GApp nhé. GApp này sẽ rất là nặng. Nếu các bạn đăng nhập Google ấy thì các bạn sẽ liên kết tài khoản thẻ ông hành người Hoyoversi các bạn sẽ chơi nhá. Thì đây có một số những cái từ không liên quan đến những người bình thường, các bạn thông cảm. Ok, thôi mình sẽ cài đặt GApp luôn. Mình chỉ làm mẫu thôi các bạn, mình chưa thật sự mình không dùng GApp đâu. Bạn sẽ kéo qua như này. Ok, ấn đây admin sẽ load cách ra xong rồi bạn kéo qua như này nhá. Bạn ấn Enter cho mình này. Enter. Bạn chờ nhá, nó sẽ hỏi.
Ok, thì đầu tiên nó sẽ hỏi cái chứng chỉ. Tức là cái này nó hỏi là nó không phát xác minh chứng chỉ. Thì bây giờ thì nó có một cái bước. Bây giờ bạn sẽ chọn no hoặc yes. No bạn nó sẽ dừng, nó sẽ không cài cái file nữa. Này yes là nó sẽ cài nhé, bây giờ mình sẽ ấn yes. Bạn chờ nó cài nhé. Nó đang cài đây rồi. Cũng khá nhanh thôi, không lâu đâu. Ok, đôn rồi. Bây giờ sẽ ấn qua lại cho mình này. Ấn qua lại cho mình này. Ấn reboot system now nhá. Các bạn sẽ ấn vào reboot system now nhá. Và đợi một chút để mình làm mờ cái cam đấy. Ok. Mình làm tối đấy. Các bạn sẽ ấn vào reboot system now này. À, xin lỗi, ấn quay lại nhá. Ấn vào reboot system now này. Ôi giời, mình lại nhầm phân nữa rồi. Ấn vào reboot system now. Các bạn sẽ chờ nó lên nhá. Lần đầu khởi động thì nó sẽ mất khoảng 5 đến 10 phút các bạn ạ. Ok thì thôi bây giờ mình có nghĩ có lẽ là mình sẽ khô máu với những cái bạn bọn ở TikTok nha các bạn. Ok nó lên rồi. Nó sẽ lên là chào bạn như này. Rồi bắt đầu bạn sẽ thiết lập như bình thường thôi. Bạn sẽ thiết lập như bình thường thôi. Bạn sẽ thiết lập như bình thường nhá. Mình ở đây mình ấn mình không. Bạn sẽ thiết lập như bình thường thôi. Không có một cái gì lạ cả. Chắc là sẽ có tiếng Exit này, các bạn đợi chút. Ấn nhầm vào bạn ơi. Ok nhá, các bạn sẽ ấn vào tiếp theo này. Ấn bỏ qua này. Bắt đầu, ok. Bạn mình hôm nay mới đã đặt xong ROM Lite OS 18 cho XZ2 rồi các bạn nhé. ROM này nếu các bạn không cài đặt GApp ZPlay